Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là mình không đi bơi ở đâu hết á, mà mình bơi cái hồ bơi mini tại nhà luôn nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bơm nó lên và cho vô nước và tắm. Bây giờ mình bắt đầu bơm nha các bạn. Các bạn nhìn nè, nó đang phình lên đó. Chỉ là một nấc đầu tiên thôi, nó còn hai nấc nữa các bạn ơi. Bây giờ mình bắt đầu bơm cái nấc thứ hai nha. Giờ thì cho nước vào và thổi bong bóng lên thôi. Ui trời ơi, cái bong bóng này hơi to rồi. Ok, từ ngày chắc tí nữa mà ở đây nước thì mình sẽ bơi cho các bạn coi. Thì mình cũng không giấu thì các bạn, mình là vận động viên chuyên nghiệp đó. Mình từng đạt giải nhất trong cuộc thi bơi lội rồi đó, các bạn thấy mình ghê chưa? Bây giờ là cái bong bóng nước thứ ba nha các bạn. Cái này thì mình bơm nhỏ nha. Rồi ok. Ôi, để được rồi. Mà có hơi nhỏ quá, để mình bơm thêm cái. Ôi dạ. Nó đang to to kìa. Này mình cho to luôn. Trời, mình là dân chơi không sợ mưa rơi. Mình sẽ làm quả trứng gà nha. Cái màu này y hệt quả trứng gà luôn nè. Cái lụm được quả trứng gà nha các bạn. Y hệt quả trứng gà luôn. À, mình quên giới thiệu với các bạn, đây là hai em phao nha. Đây là hai em phao mình mới thu phục được á. Nước trong quá. Các bạn thấy hay không? Hừ hừ. Như suối nước nóng. Nước nó đang sôi đây các bạn. Mình là cá sấu. Giờ mình sẽ bơi giống con cá sấu nha. Đây mình để một cái chỗ nhất định nha. Bây giờ nước đã đầy rồi nha, bây giờ mình sẽ bơi. Để mình thử coi. Các bạn đoán xem cái hồ này nó bao nhiêu mét. Nó cỡ tới đây của mình thôi. Rồi các bạn đoán mình cao mét đúng 46 hay gì á. Giờ mình sẽ nín thở coi mình nín thở được bao lâu nha. Hết hơi rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bơi nha. Đây là một cục ruby mình mới mặc. Ui, nó ra hình trái đu đủ luôn nè các bạn. Giờ mình sẽ nặng hình nha. Giờ các bạn thích mình nặng hình gì thì mình sẽ nặng hình quả cà chua. Một món nước biết bắn. Đây, xong quả cà chua rồi nha. Bây giờ mình sẽ mo lên một cục ngọc trai cho các bạn coi nha. Bum. Đây chính là cục ngọc trai. Bạn ơi, mình mới
sẽ tạo ra được một trò rất là vui, đó chính là trò nổi lên và che nặng nè. Đó, mấy cái bong bóng này trong đó nó có hơi á, thì có thể giúp mình nằm lên bên trên mặt nước nha. Trời cũng sao muối nè. Trời nay không độ mình rồi các bạn ơi, mình quay video mà trời đang trời luôn rồi, mưa luôn rồi. Trời không độ mình tí nào hết trơn. Hả chăng giờ này mà nó nắng lên thì quá đẹp hết. Thì các bạn ơi, trời sắp mưa rồi. Trời trời nó mưa luôn rồi các bạn ơi, thì mình xin tạm biệt các bạn nha. Thì hẹn các bạn những video lần sau. Bye bye, giờ mình đi vô trước đây.